Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh mua bán tô cú kèm loan kinh môn Hải Dương ngày hôm nay. Và trước màn hình nhỏ quý anh chị các bạn, đây là cái mẫu xe, mẫu xe ngoài đó là mẫu xe rất là cổ luôn. Đó là mẫu xe Toyota Camry được sản xuất năm 2001 và chiếc xe này số sàn mang cái động cơ 3.0. Em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Xem xe tại 388 Long Xuyên kinh môn Hải Dương. Quý anh chị các bạn có nhu cầu sở hữu với dòng xe này nên là trực tiếp cho em qua số điện thoại 0976081699 nhá. Em sẽ gửi ảnh chi tiết cho quý anh chị các bạn. Cái mẫu xe này mang cái lớp sơn màu xanh rêu quý anh chị nhá. Đấy, với cái dòng Camry đời cổ này hầu hết là mang cái lớp sơn màu xanh rêu để nhìn rất là sáng và già và bắt mắt. Với cái form dáng của chiếc xe này thì nó cũng không hề có ấn tượng là lỗi thời mấy. Đấy. Cái form của nó cũng khá là đẹp và cái form này form đầu đạn quý anh chị nhá. Đấy, xe được trang bị cái điều hòa auto cũng như là hai ghế điện đầy đủ, trang bị màn hình cam đùi đầy đủ hết. Với cái động cơ là 3.0 số sàn thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó bình thường thôi, không như cái số tự động ấy chị nhá. Đấy. Để nói về cái dòng Camry này thì anh chị biết rồi. Mặc dù là dòng xe đời cổ nhưng mà anh chị và các bạn đã từng sử dụng cái dòng xe này thì anh chị các bạn biết. Đấy, là một cái dòng xe chạy cực kỳ sướng nhá. Đấy, chạy cực kỳ sướng và đầm xe. Đấy, mang cái lớp sơn màu xanh rêu. Quý chị các bạn mua chiếc xe này về sẵn sử dụng thôi. Anh chị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng ở đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương. Hoặc liên hệ trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại là 0976081699 nhá. Em sẽ gửi ngày chi tiết cái mẫu xe này cho quý anh chị các bạn. Đây anh chị các bạn nhìn nhá. Đấy, với cái cụm đèn này từ năm 2001 nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, chủ xe đi khá là giữ gìn. Đấy, rất là sáng luôn anh chị các bạn nhìn kìa. Đó. Rất là sáng nhá. Đấy, mặt ga lăng kìa. Toyota Camry. Đó, chiếc xe này đăng kiểm tới tháng 2 năm 2020. Đó, rất là nhiều chi tiết trên xe, chủ xe đã ốp mạ chrome. Đây là nhìn rất là sáng thoát xe luôn, đây anh chị nhìn nhá. Đấy. Đó, đường viền chrome quanh xe đây anh chị nhá. Đang kiểm tới tháng 2 năm 2020 đây ạ. Đó, đăng kiểm tới tháng 2 năm 2020. Đấy, về tổng thành chiếc xe này thì không đâm đụng tai nạn gì cả nhá anh chị nhá. Đấy, chiếc xe này bây giờ giá thì cũng rất là rẻ thôi, hơn 200 một chút. Anh chị và các bạn thiện chí đến xem xe này, giá có thể thương lượng anh chị nhé. Đó, mẫu xe Toyota Camry bản Grand V6 3.0. Đó, xe trang bị lên màn hình cam đùi đầy đủ, mang cái lớp sơn màu xanh rêu. Thực sự đây là cái mẫu xe gọi là cọp cổ anh chị nhé, cọp cổ. Nhưng mà cực kỳ là bền. Đấy, với cái dòng xe cực kỳ là bền và chạy rất sướng. Nó không như cái dòng xe đời, có những chiếc xe dòng xe đời cao bây giờ cũng chưa hẳn nó đã chạy sướng bằng con xe này quý anh chị nhá. Đấy. Đây. Về cái phần nội thất của chiếc xe này em quay cho quý anh chị các bạn xem luôn. Đây phần nóc này. Đấy, nóc thì nguyên zin nhá, không hề có hiện tượng là rơi hay móc méo gì phần nóc đâu anh chị nhá. Đấy, cái cửa này. Đó, cửa đóng như này cũng rất là ok nhá anh chị nhá. Đây. Với cái chiếc xe này thì nội thất là từ năm 2001 anh chị nhá. Từ năm 2001 thì không thể còn nói là nội thất đẹp được nha anh chị nhá. Đây. Đấy. Nó có hiện tượng dạn đây nhá, nó có hiện tượng dạn đây nhưng không hề có hiện tượng rách luôn. Đấy. Một cái mẫu xe mà cái nội thất của nó rất đẹp luôn, với cái phần da xịn nhá. Da xịn nên nó qua thời gian sử dụng hơn chục năm mà giữ được cái phần da như thế này thì quý anh chị biết là cái chất xe như nào. Đấy. Đây vô lăng đây. Đó, trang bị hai ghế điện nhá. Đó, xe là trang bị hai ghế điện này. Hai ghế điện. Túi khí an toàn đầy đủ. Trần nỉ đây anh chị nhá, trần nỉ. Đó. Chiếc xe này thì bốn tổng nâng ngạc kính là hoạt động hoàn toàn bình thường, các chức năng trên chiếc xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Không lỗi gì luôn. Đó, không lỗi gì nhá. Đấy, xe trang bị lên màn hình cam lùi đầy đủ. Giá 215 triệu đồng. Bao hồ sơ, bao vận chuyển cho quý anh chị các bạn luôn. Đó, một cái mẫu xe là cái đời cuối rồi. Đấy, form Toyota Camry Grand bản Grand 3.0. Số sàn. Đấy, chạy cực sướng luôn. Đấy, cọc cổ anh chị nhá. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ nhàng cũng như là rất là êm ái. Đó, mang cái lớp sơn màu xanh rêu. Đây, cửa đóng đây. Đấy, cửa rất là nhẹ nhá. Đấy. Cái dòng Toyota Camry là cái dòng xe rất là đỉnh rồi. Đấy, là cái dòng xe rất là đỉnh rồi. Đây là anh chị và các bạn nếu thường sử dụng cái dòng xe này rồi thì mới có thể biết được cái chất xe như nào anh chị nhá.
phần nhựa của cái phần nhựa tiếp theo Camry đây anh chị này. Đó, phần nhựa rất là đẹp nhá. Đấy, táp lô đây. Đó anh chị nhìn này, cái phần táp lô chiếc xe, phần nhựa Camry đấy anh chị biết rồi. Nó rất là đẹp luôn và rất là chắc chắn và cứng cáp. Không như những cái dòng xe khác anh chị nhá. Đấy, đây là tổng thể những ngoại thất cũng như nội thất của mẫu xe Toyota Camry được sản xuất năm 2001. Quý chị các bạn cùng em đi chi tiết hơn về cái hệ thống khoang máy của cái mẫu Camry này nhá. Với cái hệ thống khoang máy của chiếc Camry đây thì khoang máy cực kỳ chất luôn anh chị nhá. Cực kỳ chất luôn. Đấy. Đây, hệ thống khoang máy này rất là khô ráo và sạch sẽ này. Đấy, mặc dù sản xuất hơi sâu đời một chút, sản xuất năm 2001. Đấy. Với chiếc xe này thì anh chị là dành cho những quý anh chị nào mà ham mê và yêu đồ cổ nhá thì mới có thể sử dụng được cái dòng xe này. Đấy. Đây cụm đèn đây anh chị này. Đấy, cụm đèn từ năm 2001 nhá. Đó, máy móc rất là khô ráo và sạch sẽ. Đây, lỉ lắp cabo đây còn nguyên này. Đấy anh chị nhìn nhá. Đấy, lỉ lắp cabo này. Đây, không hề có hiện tượng là đâm đụng tai nạn gì nhá. Đây, anh chị nhìn này. Đó, rất là chi tiết luôn nhá. Vẫn còn gioăng chống ồn ở đây nhá. Đấy, quý anh chị các bạn hợp lý về cái dòng xe này liên hệ trực tiếp cho em Lan nhá. Đấy, với cái chiếc xe mang cái lốp sơn màu xanh rêu nên là cái tạo cho chúng ta một cái cảm giác gì đó rất là mát mắt và nó rất là sang. Đấy, với cái màu xanh thì nó cũng rất là sang xe. Vâng, đó chính là tổng thành cái chiếc xe Toyota Camry được sản xuất năm 2001 bản Grand 3.0. Với chiếc xe em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng xem xe tại 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương. Quý chị các bạn có nhu cầu nên là trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại là 0976 081 699 gửi ảnh chi tiết cái mẫu xe này cho quý anh chị các bạn nhé. Vâng, em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh mua bán thuộc cũ của em. Quý anh chị các bạn có muốn được xem muốn xem những cái video clip mới nhất em đăng lên, hãy để lại một lượt like cũng như là đăng ký, bật nút chuông thông báo chia sẻ để theo dõi những cái mẫu xe cũng như là clip mới nhất em đăng lên thường xuyên trong ngày nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video tiếp theo ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.